Dạ em nghe nè chị. Số tiền của em mượn chị á quá hạn thanh toán một tuần rồi đó. Sao hôm nay có cho chị không? Không có tiền trả nợ á thì chị cho đàn em tới, đừng có trách chị nghe không? Chị thư thả cho em thêm vài ngày nha chị. Em khỏi có nói nhiều nữa, đàn em của chị sẽ tới làm việc với em liền. Alo thôi chị, không có nói nhiều. Chị ơi, con làm sao bây giờ hả ba? Ba ơi, sao ba lại bỏ con vậy ba? Ba ơi, đây giá trọng của em đây. Dạ alo, quán phở Diệu nghe. Cho tôi gặp chị Diệu chủ quán đi. Dạ dạ dạ. Chị Diệu ơi, ừ? Có điện thoại nè. Alo, tôi nghe. Chị Diệu, tôi là chủ nhà của con Tú nè. Chị nhớ không? Dạ tôi nhớ. Con Tú nó nhảy sông tự vẫn rồi chị. Người ta cứu đưa vô bệnh viện, nó không có người thân gì hết á. Tôi mới nhớ tới chị nên tôi gọi cho chị nè. Còn Viên Thanh á, sắp hoàn tất thủ tục ly hôn rồi. Bà sẽ cho phép con cưới cô Thư. Dạ thiệt hả ba, con cảm ơn ba. Dạ con cảm ơn chủ tịch. Hy vọng cô không như ba người vợ trước của nó, làm cho tôi thất vọng. Dạ. Bà cứ yên tâm đi, Tư hoàn toàn khác với ba bà kia mà. Tụi con sẽ cố gắng đưa công ty phát triển. Quân, không chúc mừng cậu mợ sao? Con chúc mừng cậu. Chúc mừng mợ. Cảm ơn con. Cảm ơn sếp Quân. Sếp cái gì? Em gọi nó là Quân đi, bởi vì em sắp là mợ của nó rồi đó. Cậu nói đúng đó mợ, nhưng mà mình cũng trạc tuổi với nhau, chắc cũng không cần phải xưng con với mợ đâu ha. Tôi thì không quan trọng xưng hô, tùy Quân thôi. Nằm xuống nghỉ đi con. Con cứ nằm nghỉ tạm ở đây nghe. Phòng này của dì. Bây giờ dì ở đây có một mình à. Nhà có ba phòng trống, con thích ở phòng nào thì con ở. Dạ yeah. Bây giờ thì nghỉ ngơi đi, rồi chiều dì qua nhà trọ dọn đồ với con. Bây giờ con có dự tính gì không? Con không biết. Hay bây giờ vậy, con thích học ngành nào thì đăng ký học lại một cách nghiêm túc, dì sẽ lo cho con. Dì lo cho con đi học thiệt á hả? Con muốn học đại học tiếp hay học khóa ngắn hạn gì cũng được hết. Như vậy sau này mới dễ kiếm được việc làm tốt. Sao? Thất vọng lắm hả? Tôi không những không bị đuổi mà còn trở thành mợ của anh. Tôi có gặp bà dì ghẻ của cô. Tôi không có liên quan tới clip đánh ghen đó. Dì cũng có nói tới gặp anh. Anh nói là anh không làm. Từ trước tới giờ anh đâu phải chưa từng nói dối. Anh tưởng tôi khờ hả? Cô tin hay không thì tùy cô. Chỉ có điều tôi thực sự không ngờ cô qua lại với cậu Hải, dùng chuyện tình cảm để đạt được mục đích. Tôi đúng là đã đánh giá thấp cô. Anh nghĩ chắc là sau khi anh làm cho tôi bị tổn thương,
tôi sẽ về nhà ôm gối khóc ngất, sau đó rời khỏi công ty, không gặp lại anh nữa, đúng không? Rất tiếc, đó không phải là tôi. Tình yêu của tôi không phải là thứ để người khác chà đạp, đùa giỡn, và kẻ chà đạp nó nhất định phải trả giá. Vậy sao? Uống nước đi em. Ủa, hai người đang nói chuyện gì vậy? Em đang cảm ơn Quân vì đã nhường dự án Ri và Sai cho mình. Yên tâm đi, bên cậu sẽ làm tốt. Nếu như con bận quá thì chuyển hết những cái dự án bên công ty con qua bên cậu đi, cậu sẽ làm hết cho. Cảm ơn cậu Mở đã quan tâm con đến như vậy. Anh. Ừ? Mình về đi anh. Ừ, cô về nghe. Thôi, chào Quân Mở về. Hẹn tôi ra đây có chuyện gì? Thì có chuyện muốn hẹn bà ra giúp đỡ. Gần nhà tôi có quán phở Vĩnh Phong, làm ăn được quá trời. Hay là bà kêu thằng Kiệt cho tôi mở chi nhánh trong hệ thống của nó đi. Chứ bà thấy đó, tôi cũng lớn tuổi rồi, không lẽ bây giờ đi làm móng dạo hoài? Ở một chỗ buôn bán có phải hay hơn không? Hiện tại chi phí nhượng quyền tới 700-800 triệu. Bà nhắm có đủ số đó không mà đòi? Thì đương nhiên là tôi không có tiền rồi đó. Nhưng mà tôi biết bà có. Nè, 100 triệu lần đó đáng lý, không ra tòa tôi không phải đưa cho bà. Nhưng tôi đã đưa đủ rồi, bà còn muốn gì nữa? Bà quên là tôi đang nắm giữ chuyện quá khứ của bà đó. Nếu bây giờ tôi cho tụi nhỏ nó biết là hồi xưa bà đã ăn cắp tiền vàng của má tôi, bỏ tụi nó để đi theo trai, tụi nó sẽ nghĩ bà như thế nào? Bà tính tống tiền tôi đó hả? Nè, bà tưởng tất cả những chuyện bà đã làm trong quá khứ, bà nói tụi nó tin lời bà sao? Được, bà cứ tung hê thử xem, coi tụi nó tin ai. Nè, 100 triệu là quá tốt với bà rồi đó nha. Đừng có quá tham nữa. Được, bà chờ đó, tôi sẽ không bỏ qua cho bà đâu. Bà muốn làm gì thì bà làm đi. Đứng lại. Còn chuyện này nữa. Chuyện gì? Trả tiền nước. Nè, tôi không uống nước. Và bà là người kêu tôi tới đây nghe chưa? Giờ tôi không có tiền, bà trả đi. Nè. Nè nè gì? Anh. Ừ? Em nghĩ bà đang có ý định đưa tên Quân lên làm chủ tịch đó. Còn anh và em sẽ là dùng trời đi với Sunshine, dẹn cả đôi đường. Vậy mà bà nói bà không thiên vị, giám đốc một công ty con làm sao mà bằng chủ tịch được? Nhưng mà em nghĩ đó chỉ là dự định của ba, chứ phải là quyết định cuối cùng. Nếu không, ba đã tuyên bố rõ ràng rồi. Em nghĩ anh vẫn còn cơ hội. Mình phải tiếp tục cố gắng cho ba thấy, nhất là anh đó, không được lỗ mãn như lúc nãy. Ba sẽ càng đánh giá thấp anh hơn Thanh Quân. Ừ, anh biết rồi, biết rồi. Anh nói nè, chỉ có một mình em để biết lo nghĩ cho anh thôi đó. Vậy anh có lo nghĩ cho người nào khác không? Anh làm gì có ai ngoài em đâu. Em tạm tên anh đó. Vậy đi. Nè, hôm ấy anh thể hiện cho em coi luôn nghe. Ghi tình yêu đi. Thôi, em còn một đống gì chưa xong nữa kìa. Bữa khác đi. Nè nè nè, ngồi xuống đi, ngồi xuống. Em lúc nào cũng công việc công việc. Nhiều khi anh tưởng anh còn độc thân á, tối nào cũng ngủ con mình à. Em đang cố gắng tất cả vì anh mà. Thôi được rồi, anh biết rồi. Ngủ mình nữa đúng không? Anh ngủ trước đi, em xuống dưới làm việc. Ờ, nè, Thư. Công việc của con á, lúc này ổn không? Dạ, cũng có nhiều dễ triển khai, cho nên con cũng bận lắm cô. Đang giai đoạn quyết định, còn phải cố gắng lên nghe. Dạ. Nói vậy chú Phát vẫn chưa có quyết định cuối cùng hả anh? Anh có dò hỏi
Nhưng mà chú Phát có vẻ còn đắn đo. Có lẽ lúc này Hải đã lấy lại uy tín. Nhưng mà tất cả cũng là do cô Thư đứng đằng sau hỗ trợ. Cũng là hữu danh vô thực mà thôi. Cũng có thể cô Thư đó tâm cơ, muốn sau này á chiếm quyền chồng. Chứ em không nghĩ người trẻ tuổi có năng lực như cổ mà cưới Hải vì tình yêu đâu anh. Ai đã tiếp xúc với cô Thư với Hải thì cũng nhận ra điều đó. Có Hải là không thôi. Cậu Hải của con đó giờ thường mù quáng trong mấy chuyện tình cảm mà chú. Vậy anh có miếng gen di truyền nào không đó? Anh làm gì có gen đó. Nhưng mà nếu có chắc cũng bị em tiêu diệt mất rồi. Giờ ăn, hai đứa nghiêm túc đi. Dạ. Chào chị Diệu. Em thì dì cũng mới qua. Con dì Thu. Em chở cô Phương qua trước. Chị hai em với thằng Kiệt và con Quyên chút xíu qua sau. Còn vợ chồng con Thư cũng vậy. Phương, lâu quá dì mới gặp con. Dì Diệu nói là con đi xô suốt hả? Lúc này á lịch của con kín hết rồi. Tối nay con phải bay đi Đà Lạt để quay MV mấy ngày nữa. Con làm gì thì làm, cũng phải lo giữ sức khỏe. Dì thấy lúc này con ốm đi nhiều đó. Con không có sao đâu, dì đừng có lo cho con. Đói bụng quá. Trời đất ơi, muốn ăn cũng phải nhìn trước nhìn sau chứ. Ăn đi cậu. Cho em ăn ngay chị. Để con bới cơm cho. Ít thôi con. Nè dì. Dạ. Bà Thu, nhìn kìa, thằng Kiệt với chị hai tới kìa. Hai mẹ con bà tới rồi kìa. Em đi về đây. Gì kỳ vậy bà Thu? Nè, tại sao tôi chưa kịp thắp nhang mà mọi người dọn lên ăn rồi là sao? Hả? Mẹ. Thưa dì. Anh Hai. Dạ chào dì Diệu. Phương, sao em tới sớm quá vậy? Dạ em cũng muốn qua sớm để coi phụ được gì với dì thì phụ. Thôi, sẵn tiện như vậy mời mọi người vô dùng cơm luôn. Cái gì? Ăn uống cái gì? Tôi với hai đứa nhỏ qua đây đốt nhang cho ảnh thôi, chứ không phải qua đây để ăn, hiểu chưa? Nè, sắp tới á, thằng Kiệt với cô Quyên làm đám cưới, tụi nó sẽ mua nhà riêng. Thằng Kiệt nó sẽ đưa bàn thờ tổ tiên về nhà để hương khói. Chắc là bà không phản đối chứ? Thằng Kiệt là con trai trưởng, làm chuyện đó là lẽ đương nhiên, thì sao tôi lại phản đối? Vợ chồng con Thư cũng tới kìa chị. Mẹ. Thư gì? Chị Ba. Chào mọi người. Anh rể. Dạ, cô chào mọi người. Chào em nhé. Dạ, lâu rồi gia đình mình mới đông đủ như vậy. Hay chị hai với mấy đứa nhỏ ở lại ăn cơm luôn đi. Gì? Đúng rồi, cậu Út nói đúng đó mẹ. Tụi con cũng bận rộn công việc suốt à. Lâu lâu gia đình mình mới có dịp sum họp đông đủ như vậy. Anh Hai á, mà thấy hai bà vợ dâu rể đông đủ như vậy chắc anh Hai vui lắm. Ông bớt bớt lại đi, càng nói lại càng thêm chuyện đó. Thôi mọi người đừng để ý gì tôi nói hết, coi như tôi nói sai đi. Chà, bữa nay đông đủ ha. Ê, cái bà mục rồi, tự nhiên hôm nay tới đây làm chi vậy? Nay đám giỗ anh Hai tao, tao không có quyền tới hả? Mỗi năm có khi nào tôi thấy mặt bà đâu, sao tự nhiên bữa nay tới? Thì tao biết năm nay có đông đủ mọi người, có dâu nè, có rể nè, nên sẵn tao tới đây ôn chút kỷ niệm xưa. Năm xưa bà đó, bà ôm hết tiền bạc của má tôi đi theo trai. Bây giờ tôi yêu cầu bà trả tiền đó lại cho tôi. Bà nói cái gì vậy? Tự nhiên tới đây rồi vu khống tôi vậy là sao? Vu khống bà hả? Ai vu khống bà? Bà, lần đầu bà bỏ đi theo trai, bà ôm hết tiền của má tôi, bà còn xô má tôi té bà nhập viện nữa. Sau đó bà hết tiền mới quay trở lại năn nỉ má tôi, năn nỉ anh Hai tôi. Ba của tụi bay á biết bà ngoại tình nên mới kiên quyết ly dị. Bà nội không cho bà ở trong nhà nữa. Nè, con còn nhớ không? Con Thư, con có còn nhớ không? Dạ. Phương,
Quên mày khóc không mà mày có nhớ đâu. Bà nội với ba tụi con không muốn tụi con tổn thương nên không có kể sự thật thôi. Nè, em có nhớ không? Anh hai tôi nói là đã kể cho bà nghe sự thật. Bây giờ bà nói đi. Năm xưa là bà vu khống cho bà ngoại tình với anh hai tôi, nhưng mà thực chất bà mới là người ngoại tình đó. Bà đối xử tệ bạc với bà như vậy, bà còn che giấu cho bà làm gì nữa? Bà kể ra hết đi. Tụi con đừng có tin lời của bà. Năm xưa bà bạc bẽo đuổi tụi con ra khỏi nhà. Bà là hạng người ra sao tụi con biết mà. Có đúng như vậy không? Bà kêu mẹ giúp đỡ tiền bạc cho bà đánh bài, mẹ không chịu, cho nên bây giờ bà tới đây bà vu oan giá quả cho mẹ đó. Bà đúng là cái thứ trơ trẽn, loại đàn bà vô liêm sỉ. Bà nè, bây giờ bà nói đi, những gì mà tôi nói có phải là đúng sự thật hay không? Chị, thiệt vậy sao chị? Tôi với anh Phong chỉ là bạn, tụi tôi chưa bao giờ ngoại tình gì với nhau hết. Còn chuyện anh Phong ảnh ly dị với chị Tuyết, anh chỉ nói với tôi là do hai người không hợp. Còn chuyện riêng của gia đình cô, trước khi tôi về làm giúp việc thì tôi hoàn toàn không biết gì hết. Bà đúng là cái thứ ngu ngốc mà. Bà cho bà ăn bùa mê thuốc lú gì mà bà bênh bà dữ vậy hả? Bà bỏ tụi nhỏ lại để cho bà nuôi, rồi bây giờ dày dành lại cướp công cướp sức của bà, mà bây giờ bà còn bênh bả nữa. Tôi không bênh ai hết. Vì nhiều đã nói rõ như vậy rồi, bà còn dám vu khống mẹ tôi nữa, tôi không khách sáo với bà đâu. Bà đi đi, gia đình tôi không quan nghênh bà, đừng có ở đây gây sự nữa. Mày, cái thằng bà... này, tao mới giúp mày cái vụ kiện, bây giờ mày trở mặt với tao hả? Tôi đã trả cho bà 100 triệu sòng phẳng rồi còn cái gì nữa. Bà nói đủ chưa? Năm xưa bà đối xử tụi nhỏ ra sao ở đây ai cũng biết hết. Tôi là bà, tôi trốn lâu rồi, không dám trường mặt ra đây đâu. Đi, đi. Mày, tụi bay giỏi lắm. Chờ đó. Nè nè nè, sao nhà em nhiều bí mật, nhiều mâu thuẫn quá vậy? Anh nhiều chuyện quá. Anh hỏi tôi. Thôi, bây giờ ra thắp nhang xong rồi đi về các con. Đi. À Phương nè, đi về sớm đi con, tối nay còn bay nữa. Dạ. Khoan đã, cứ để mấy đứa nhỏ về trước, tôi muốn nói chuyện với bà. Bà tính nói chuyện gì? Hay là bà tính kể công là hồi nãy bà giúp tôi bà không nói ra sự thật? Tôi không phải muốn nói chuyện đó, nhưng bà đã nhắc thì tôi cũng nói luôn. Tôi không phải muốn giúp bà. Hồi nãy có tụi nhỏ, còn có dâu có rể, tôi không muốn tụi nhỏ tổn thương, mất mặt với vợ chồng của tụi nó. Với lại chuyện cũng qua lâu rồi. Chị hai, vậy là đúng là năm xưa chị ngoại tình đúng không chị hai? Hồi đó bác Sang và anh hai nói mà em không tin. Sao chị tệ dữ vậy chị hai? Tất cả là do bả. Nếu không vì bả, anh Phong đâu có lạnh nhạt với chị. Chị đâu cần phải tìm tình yêu nơi người khác. Chị cũng là phụ nữ, làm sao chị chịu đựng được sự ghẻ lạnh của chồng như vậy? Mấy đứa con của chị là sản phẩm. Những lúc mà anh Phong say xỉn đi về nhà, còn bà không tốt đẹp gì đâu. Chính bà ném đá dấu tay, thuê người báo cho anh Phong biết chị ngoại tình. Nếu không như vậy, anh Phong anh đâu có kiên quyết ly dị chị như vậy chứ. Tôi đã nói là chuyện đó tôi không có làm. Tôi chưa bao giờ nói với anh Phong chuyện bà ngoại tình. Chuyện đó chỉ có tôi, bà với ông Vũ biết thôi. Không lẽ ông Vũ muốn chồng tôi đến đánh ghen hay sao? Bà không cần phải chối nữa. Đó, em thấy chưa? Bà bề ngoài thì tỏ ra hiền lành, nhưng mà bên trong bà mưu mô đủ thứ, chứ không giống như em. Với lại tụi nó nghĩ như vậy đâu. Biết đâu hồi xưa còn có ai biết chuyện ngoại tình của chị, rồi mấy anh Phong thì sao? Chứ em nghĩ chị Diệu nó không làm. Nói cái gì vậy hả? Bây giờ tao là chị của mày hay là bả là chị của mày? Tại sao lúc nào mày cũng binh vực bả như vậy? Bà không tin thì thôi, coi như chuyện này khép lại tại đây. Tôi muốn nói với bà là chuyện của con Phương, tôi thấy nó đang chịu áp lực nhiều quá. Bà nói lại với quản lý của nó, bớt nhận xô lại cho nó đi. Chuyện của con tôi bà lo làm gì? Bây giờ là giai đoạn nó cần phải tăng tốc, chứ gương dở dở như vậy thì chừng nào mới nổi tiếng. Mệt mỏi, nhiều chuyện quá. Chị Diệu,
Chị đừng giận chị hai em. Em cứ mong chị với chị hai hòa thuận, nhưng mà chị hai em vẫn cố chấp. Chị với bà 30 năm nay đã có quá nhiều khúc mắc. Trước kia thì vì anh Phong, còn bây giờ thì vì tụi nhỏ. Dù chị không giận bà, tha thứ cho bà, nhưng bà cũng chưa chắc thay đổi, hiểu cho chị. Dạ sếp. Em đã khảo sát lại thì có một số cửa hàng đã phá vỡ cấu trúc của hệ thống phở Vĩnh Phong, thêm món ăn khác giàu thực đơn, cắt giảm khẩu phần tiêu chuẩn. Còn một số cửa hàng thì thái độ làm việc nhân viên rất tệ. Cũng là do tôi cứ lo mở rộng thị trường mà lơ là việc quản lý. Nè, có thông báo với mấy cửa hàng vi phạm, ngày mai tới đây họp với tôi. Dạ, em biết rồi sếp. Xin phép sếp. Tôi nghe nè anh Thọ. Anh Kiệt ơi, chết rồi anh Kiệt ơi. Nhiều khách hàng ở chỗ tôi từ sáng giờ không biết tại sao mà họ đồng loạt bị nhập viện cấp cứu hết rồi anh. Bệnh viện họ chẩn đoán là bị ngộ độc thực phẩm. Cái gì? Tại sao vậy? Nè, có phải bên anh đó không tuân thủ quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm không? Không có. Anh tới giải quyết giùm tôi liền đi. Thân nhân của họ bây giờ họ tới họ làm ầm ĩ lên nè anh Kiệt. Được rồi, tôi tới liền. Tại sao lại như vậy? Tôi cũng không biết nữa. Anh giải quyết được cái gì rồi? Tôi lấy số điện thoại với lại địa chỉ của những người mà bị ngộ độc thực phẩm đó, hứa sẽ bồi thường thỏa đáng cho họ. Nhưng mà thân nhân của họ vẫn phản đối. Họ đòi kiện mình. Họ nói mình lấy đồ ôi thiêu về bán cho họ, sau này người nhà của họ bị ung thư thì sao? Tôi rối quá. Bây giờ mình tính sao hả anh Kiệt? Sao cái gì nữa? Từ từ tôi tìm cách chứ. Scandal kỳ này cộng với những sự cố của mấy chi nhánh lúc trước còn thấy ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng của phở Vĩnh Phong mẹ. Có rất nhiều chi nhánh báo về là lượng khách giảm hẳn luôn. Em có theo dõi một số trang thông tin, nhiều người kêu gọi tẩy chay phở Vĩnh Phong. Sao tự nhiên lại xui rủi vậy không biết nữa. Mà nè, còn có kiểm tra chỗ đó không có vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm gì hết đúng không? Có kiểm tra rồi, tất cả đều đúng quy trình, từ khâu nguyên liệu đầu vào cho tới khâu chế biến, không có xảy ra vấn đề gì hết. Sao kỳ vậy ta? Rồi, tới nữa rồi kìa. Bà tới đây làm gì vậy? Dì ngồi đi. Tôi có nghe nói vụ ngộ độc ở chi nhánh của thằng Kiệt, cho nên tôi tới hỏi thăm nó. Mọi người cũng đang nói về chuyện này đó dì. Ừ. Con đã kiểm tra hết chưa? Hay có cần gì giúp không? Nhiều khi chỉ cần một nguyên liệu nhỏ trong nồi nước dùng cũng có thể xảy ra sai sót, rồi dẫn tới tình trạng ngộ độc. Nó kiểm tra hết rồi, không có gì hết á. Hay là ngày mai dì cùng với tôi đi tới đó đi, để mà nói chuyện với đầu bếp. Dù sao á, dì cũng có mấy mươi năm kinh nghiệm rồi, chắc cũng giúp được cái gì đó. Ừ, được rồi, ngày mai dì sẽ đi với con. Ừ. Tao cho tụi bay chết. Dám qua cầu rút dáng với tao hả? Dì Nga ơi! Ai? Dì Nga! Con Hiển nè! Tao nghĩ gì mày kiếm tao chi nữa vậy? Thì con đến tìm dì Nga để xin tiền chứ làm gì? Mày có khùng không? Tao với mày quen biết gì mà mày xin tiền? Thì cái vụ hôm bữa ngộ độc thực phẩm đó, chính mắt con nhìn thấy gì đang len lén làm cái gì trong nồi nước dùng. Mày vô đi! Ê, dạ. Mày làm gì vậy? Không thuốc. Nè, nhà tao là không được cho hút thuốc nha. Không cho hút thôi, cất. Cái vụ trong quán phở là tao không biết gì hết nha. Tao không có làm gì trong vụ quán phở hết á. Mà mày có chứng cứ không? Mày vu khống tao. Tuy là con không có chứng cứ, nhưng mà con có thể đi lên báo công an. Công an bắt gì lên, thế nào cũng điều tra ra được. Mày muốn bao nhiêu? Mày mới cầm cái miệng mày lại. Con đang kẹt tiền, con cần 2 triệu. Thôi được rồi, để tao gom góp tiền đã. Chứ bây giờ tao không có. Vậy cũng được. Mà sao gì đi hại chú Thọ vậy? Vấn đề là tao không có nhắm tới ông Thọ, mà là thằng Quỷ Kiệt, cháu của tao. Dòng ơn bội nghĩa, qua cầu rút ván, tao sẽ cho hệ thống của nó sập luôn. Mày làm gì vậy?
Điện cho ai? Alo. Dạ xong rồi. Nè, xong là xong sao? Mày đứng lại chưa? Mày làm gì ông đó? Ông đứng đây anh Kiệt. Em đã ghi âm lại tất cả những gì mà nói hết rồi. Mày, mày gài bẫy tao hả? Được rồi. Được rồi, cảm ơn anh nha. Dạ. Tao á là tao không có nhắm vô ông thợ, mà tao nhắm vô thằng Quỷ Kiệt cháu tao kìa. Thì ra là bà hại thằng Kiệt. Kỳ này á, bà chuẩn bị ngồi tù đi. Là do mấy người tự chuốc lấy thôi. Cô Nga, thằng Kiệt dù sao nó cũng là cháu của cô. 20 năm trước cô đối xử với tụi nó như vậy đã là quá đáng lắm rồi. Bây giờ cô còn làm ra những chuyện này. Bà im đi. Nếu năm xưa mày mà không lấy tiền vàng của má tao thì bây giờ tao đâu có ra nông nổi này. Nè, bà đừng có vu khống cho tôi nha. Cái thứ người tham lam như bà trước sau gì cũng nhận hậu quả thôi à. Bà ra nông nổi như ngày hôm nay á là bà tự chuốc lấy thôi à. Có ai làm gì bà đâu. Tôi quyết định chỉ mà ra tòa chỗ bà ngồi tù. Thằng trời đánh, tao là cô ruột của mày mà mày còn dám kiện tao nữa hả? Là bà tự làm, tự chịu thôi. Tôi có bàn với thằng Kiệt, nể tình nghĩa không bắt bà lên công an. Bây giờ bà tự lên công an đầu thú đi, để được giảm nhẹ tội. Còn không, thằng Kiệt sẽ đem chứng cớ lên đó, bà không có thoát được đâu. Mình về đi con. Cái bà mục rùi đó đúng là hết thuốc chữa rồi. Mà sao hai chị biết được bả là người hại thằng Kiệt? Cái gì mà người đi tới đi lui không thấy gì hết trơn vậy trời? Có thấy gì đâu. Hả con hả? Sao nãy giờ không thấy gì vậy? Khoan khoan, dừng lại dừng lại. Trả lại một chút. Nè, cái chỗ nào? Đây nè. Tại sao anh quen với bà này vậy? Cái chị này là tên Nga. Chị xin vô làm rửa chén mấy bữa trong quán. Bữa đó nhà chị có chuyện cho nên chị xin phép về sớm. Mấy nay chắc nghe quán đóng cửa cho nên chị cũng không tới làm. Chào dì. Con chào bác. Chào cậu. Ngồi đi con. Cậu Kiệt, sao rồi con? Dạ, về thiệt hại á thì bà không đủ tiền đền bù. Nhưng mà chứ không phải đi tù vài năm đó cậu. Cho đáng đời cái loại người bạc bẽo đó. Cho ở tù vài năm cho tu tâm dưỡng tánh. Mà bà bị bắt, thương hiệu phở của con được giải quan rồi. Dù được giải quan, nhưng mà trước đó nó có nhiều tai tiếng rồi. Cho nên con sợ không biết nó có khôi phục được như xưa hay không. Em có người bạn đang làm cho tập đoàn thực phẩm của Thái Lan. Họ đang có ý định phát triển thị trường ở Việt Nam. Hay là mình bán lại thương hiệu phở Vĩnh Phong cho họ đi. Em nghĩ số tiền thu được cũng không nhỏ đâu. Anh đầu tư cổ phần vào công ty du lịch của em. Rồi sau khi tụi mình cưới nhau, mình sẽ cùng nhau phát triển công ty. Kiệt, hiện tại tuy là có khó khăn, nhưng mà vẫn còn khả năng phục hồi mà con. Còn phải ráng lên, thương hiệu phở này là tâm huyết của ba con. Còn nhất định phải duy trì nó. Đúng rồi đó con. Tâm huyết của ba con 10 năm. Cô dì dịu con tới 20 năm lận. Nè, chuyện kinh doanh của thằng Kiệt khó khăn ra sao thì đó mới là người quyết định. Nó biết rõ mà. Hai người ở ngoài nói sao cũng được hết à. Nè con làm kinh doanh, con thấy cái nào khả thi hơn thì con cứ thực hiện. Vậy đi, đừng có để mấy cái chuyện tình cảm cá nhân mấy chục năm tâm huyết làm ảnh hưởng đến công việc của mình. Con suy nghĩ kỹ đi, đừng có giữ thói quen như trước đây. Chuyện gì thấy khó khăn là từ bỏ giữa chừng. Kỳ gì, sao dì lại đánh giá anh Kiệt như vậy? Anh Kiệt đâu phải là người không có ý chí như dì nghĩ. Có nhiều chuyện rút lui an toàn mới là thông minh. Cố gắng dùng dãy thì càng thất bại thảm hại thôi. Nè, nó nói đúng đó. Tụi nhỏ nó ăn học cao hơn bà. Chẳng lẽ tầm nhìn của nó lại thua bà hay sao? Được rồi, tôi tự biết giải quyết. Dì không cần lo cho tôi đâu. Kiệt, con nói gì? Dì lo cho con, sao con nói vậy? Dì chỉ khuyên con vậy thôi. Mọi việc cũng êm xuôi rồi. Dì về. Chị về trước đi. Dạ dì về. Cái vụ bà Nga là dì Diệu cũng giúp con. Lúc trước dì Diệu mang tiếng cướp thương hiệu cũng bị người ta chửi.
không thấy sự hy sinh của dì dành cho con sao? 20 năm qua, khó khăn cỡ nào, dì cũng duy trì thương hiệu phở này. Không lẽ bây giờ con bán cho người khác? Làm vậy sao được? Cái gì vậy? Lúc nào cũng vậy hả? Cái tối ngày binh bả vậy? Em không binh ai hết. Em chỉ làm và nói theo lương tâm của em thôi. Mày, chị với thằng Kỳ không muốn nghe thì em về. Bây giờ thương hiệu vẫn còn giá trị cao. Em chỉ sợ anh cố cứu giãn thêm một thời gian nữa. Nếu không được thì coi như mình mất cả chì lẫn chài. Chưa kể anh cứ giữ thương hiệu phở đó, dù mấy chục năm sau anh có phát triển nó cỡ nào thì nhiều người như cậu Út vẫn cứ nghĩ là do công của dì Diệu, nhờ dì mà anh mới có được thành công ngày hôm nay. Con Quyên nó nói phải đó con. Chi bằng á, con bán lại cái thương hiệu đó đi. Hai đứa tự kinh doanh cái riêng của mình, khỏi phải dính líu tới bả anh chị cho phiền. Đúng không? Con nghĩ sao?